Chúng ta hãy cùng xem điệu nhảy của hai TikToker này và xem ai sẽ là người nhảy cuốn hút và sexy hơn. Lan Anh. Tụi mình chỉ biết hút. Ở hút cái gì mày? Hùng bô ra. Một hôm, thuyền rồng chở công chúa Tiên Dung đến vùng đó. Thấy cảnh, công chúa sai người hầu quay màn đồ quần áo để làm nơi tắm. Đến khi xuôi nước, có công mài sắc, có ngày có em. Có công mài sắc, có ngày có em. I've been running in your shallow shadow with no armor, guys, beautiful. It's so dangerous, it's so dangerous. Another night has taken us. We keep going and going and ain't no way. Shallow shadow with no armor, guys, beautiful. It's so dangerous, it's so dangerous. Another night has taken us. We keep going and going and ain't no waking up. Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió. Giọt cà phê vẫn đó, chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Đang đi qua lối đó. She's crazy like fool. Yêu, chúng ta đang kia cứ nhìn đi thì đi đủ chắc.